Chiều dần buồn tăng trường anh đến để chờ đang thơ đi học ra. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Anh như muốn tắt luôn công tắt gật đầu tắt luôn công vì trông thấy em đang cười đùa cùng ai khác. Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó, hai mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh, ôi rồi ôi chán buồn. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này, chỉ anh mới thấy phút yêu đôi trong mắt em thơ ngây rất nhiều lần mỗi ngày. Bên em là hạnh phúc sao ai kia không quan tâm, thằng kia có hứa sẽ chăm lo sẽ đón em mỗi chiều dù cho biết đó có khó đến mức để em trong ngóc nhiều ngày rất nhiều ngày chỉ cần được. Ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh, ôi rồi ôi chán luôn. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh, làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này, chỉ anh mới thấy phút yêu đôi trong mắt em thơ ngây rất nhiều lần mỗi ngày. Bên em là hạnh phúc sao ai kia không quan tâm, thằng kia có hứa sẽ chăm lo sẽ đón em chiều dù cho biết đó có khó đến mức đêm trong ngóc nhiều ngày rất nhiều ngày chỉ cần được nắm tay em đến muôn nơi. Không có nhiều tiền để lo cho em cuộc sống mới nó hôm nay là vậy, liệu rằng ngày mai có được tất cả em có chờ.